Chào quý vị các bạn, trên mặt quý vị các bạn là nồi đun nước nóng công nghiệp tự động do Dũng Danh sản xuất và cung cấp. Nồi đun nước nóng công nghiệp này thì có dung tích là 130 lít, công suất điện là 6 kW điện trên 1 giờ, chạy điện dân dụng 220. Nồi này thì được sản xuất hoàn toàn bằng chất liệu inox 304, dày 1 ly, bảo bảo ôn giữ nhiệt 2 lớp, sẽ không bị nóng bỏng ra bên ngoài. Nồi này thì có 2 phần, phần thứ nhất là phần nồi và phần thứ hai là phần điều khiển nhiệt ở đây. Điều khiển nhiệt thì được tách ra một cái bộ điều khiển như này, mình sẽ nói sau. Trước hết về phần nồi thì ở trên này nó có cái nắp liền rất là kín, có các cái tai chốt hai bên như này. Khi mà các bạn đun nước hoặc là các bạn cung cấp cho nhà máy hoặc xí nghiệp gì đó thì các bạn không lo cái vấn đề là chuột bọ hoặc là cái gì đó nó có thể là nó bay vào được. Và cái nữa là nhà mình làm thì có cái phần nắp rồi được hàn cao lên như này, thì cái hơi nước khi mà bay lên ngưng tụ nó sẽ chảy ngược vào chứ nó không chảy ra ngoài, sẽ không bị bẩn cái sàn nhà của các bạn. Bên trong này phần đầu tiên nó chính là cái phao cơ, phao inox để cấp nước tự động, khi hết nước thì nó sẽ cấp nước tự động. Còn cái phần bên dưới đó chính là ba cái thanh may so để đun nước, công suất của nó là 1, 2, 3. Khi các bạn đun thì cả ba thanh này sẽ hoạt động, và khi ngắt nhiệt thì cả ba thanh nó sẽ không đun nữa, rất là tiện. Ở đây thì có một cái chỗ để xả tràn, ở dưới này thì sẽ có một cái xả đáy. Ở bên ngoài này thì có cái ống thăm mực nước để các bạn có thể nhìn được cái mực nước ở bên trong còn bao nhiêu để các bạn xả thêm nước vào hoặc là các bạn xả nước ra. Ở đây chính là cái van xả đáy, xả nước nóng đấy ạ, để cung cấp cho một cái hệ thống nào đấy. Nồi được bọc bảo ôn giữ nhiệt 2 lớp rất là chắc chắn, sạch sẽ. Về cái phần hộp điều khiển này, bây giờ mình sẽ đi test cho các bạn nhìn, cho nó trực quan hơn. Các bạn chờ mình một xíu nhé. Đây là phần bảng điều khiển của cái nồi đun nước tự động. Ở đây thì chúng ta có cái đồng hồ nhiệt, mình sẽ xét nhiệt ở đây. Đây là cái đồng hồ báo hiệu là đã có điện trong nồi, trong nguồn điện. Và đây chính là cái đèn báo hiệu hoạt động. Đây là cái nút ấn giữa on off. Và mình sẽ thử cho các bạn nhìn nhé. Đây là mình đã cắm điện rồi này. Mình ấn đó thì nó sẽ báo hiệu là trong này có điện và ở đây nó đang hoạt động này. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây để xét. Cái nhiệt độ ở bên trên PV này chính là nhiệt độ mà ở ngoài môi trường hoặc là ở trong cái vật liệu mà mình đang có. Còn SV này chính là cái để mình set up cái nhiệt độ mong muốn. Ví dụ ở đây tôi set up lên đến 55 độ đi. Và sau khi mình nhấn các cái nút này lên xuống để điều chỉnh cái mức mình cần. Ví dụ như là 100 độ thì mình ấn sang đây. Đây là nhiệt độ cao hơn. Về 00 này, 200 này, 100 này. Nhấn tiếp về sang đây, nhấn bên này. Đây là các cái phím lên xuống để mà mình xem nhiệt độ. Mình sẽ để nhiệt độ là 55 nhé. Và mình ấn vào chữ set này. Đó. Mình sẽ xem nó hoạt động như nào nhé.
Alo mày. Dạ. Vâng. Đó. Cái này đến khi mà nhiệt độ lên 58 độ, tức là cái này nó sẽ nhảy. Nó sẽ không đun nữa. Và khi mà nhiệt độ xuống nó sẽ tự bật lại. Đó. 56 độ là nó bật lại. Cái này chênh nhau cỡ khoảng cộng trừ 5 đến 7 độ. Tại vì cái này nó đồng hồ cái dò nhiệt cơ, cho nên là nó sẽ chênh nhau từ 5 đến 7 độ. Rất là dễ sử dụng phải không ạ? Mà lại tự động. Mình cũng không phải trông cái phần điện đóm hoặc là cái phần nước. Phần nước thì có cái van tiết nước rồi. Có cả vì để hấp trà. Rất là tiện dụng.